Cho nên những bạn nào mà thích chơi game theo cái kiểu đó là trải nghiệm nghệ thuật ấy, thì các bạn có thể tìm tới những cái tựa game platform mà mình đừng chia sẻ. Và nói về platform thì năm 2018 vừa rồi cũng là một năm khá thành công của cái dòng game platform đó các bạn ạ. Bởi vì có khá là nhiều game thuộc hạng 3A của platform đã được phát hành. Và nổi bật nhất chính là Celeste đúng không nào? Tựa game đã nhảy thẳng vào cái bảng xếp hạng của Game Award, cạnh tranh sòng phẳng với cả những cái tựa game như là Assassin's Creed Odyssey hay là những cái tựa game God of War, Red Dead Redemption đúng không nào? Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể quên nhắc tới những cái game như là Dead Cell hoặc là Hollow Knight đúng không nào? Đó cũng là tựa game rất là hay. Còn quay lại với cả tựa game Gris này thì đây là hành trình tìm lại giọng hát của một cô gái đã bị mất đi giọng hát của mình trong cái thế giới úa tàn màu sắc này. Game này được đánh giá về cái phần nghệ thuật rất là cao nha các bạn. Nó không thua gì một bộ phim điện ảnh Hollywood cả. Từ hình ảnh màu sắc cho tới là cái cốt truyện của nó. Phần âm thanh cũng được đầu tư rất là kỹ. Chúng ta sẽ phiêu lưu trong cái thế giới này cùng cô gái này đi thu thập những ngôi sao và tìm lại cái giọng hát của mình. Những cái game này thì các bạn phải chơi lâu dài thì các bạn mới cảm nhận được cái độ sâu của nghệ thuật của nó các bạn ạ. Chứ nếu chúng ta chỉ chơi vài phút đầu tiên thì cũng khó lắm, khó để nhận biết được lắm. Chỉ có thể nhận xét được một cách sơ sài về nó thôi. Cho nên nếu được thì mình khuyên các bạn, nếu các bạn tải những tựa game platform mình chia sẻ thì các bạn nên chơi hết nhé. Thực ra thì những tựa game thể loại platform này nó xây dựng cũng khá là ngắn. Các bạn chỉ cần khoảng tầm từ 3 đến 5 tiếng là các bạn có thể phá đảo thôi. Nhưng mà cái giá trị mà nó mang lại cho các bạn thì sẽ hơn cái 3 và 5 tiếng rất là nhiều. Thậm chí là có thể có giúp các bạn có một cái nhìn khác về thế giới quan của các bạn nữa cơ. Thay đổi suy nghĩ của các bạn. Rất là tuyệt vời. Đó là cái điều rất đáng quý mà những tựa game platform mang lại chúng ta. Và những tựa game hành động gần như không thể nào đem lại được cái giá trị đó. Được rồi, bây giờ thì quay trở lại game play của Gris nào. Nomada Studio, đây chính là hãng đã sản xuất ra tựa game Gris nha các bạn. Đây là tựa game rất là hay nhưng mà tiếc rằng nó không đủ sức để cạnh tranh với cả cái game Celeste. Để nhảy vào cái hạng mục Game of the Year của Game of War. Như các bạn đã biết thì Game of War vừa rồi cái hạng mục game của năm đã dành cho God of War đúng không nào? Thực ra thì mình cũng tính làm nguyên một series để giới thiệu các bạn những cái tựa game hay đạt giải thưởng. Mà tiếc rằng thời gian gần đây mình khá là lu bu nên là mình không giới thiệu được mấy. Được rồi, cô gái của chúng ta đây. Cô gái không có tên nữa các bạn. Cô gái bị mất đi giọng hát. Hành trình của chúng ta sẽ là đi tìm lại giọng hát cho cô gái. Đặc trưng của những tựa game platform thì nó còn là cái thể loại giải đố nhá các bạn. Cho nên là nhìn chung thì những tựa game platform thuộc loại khó chơi chứ không phải là dễ chơi đâu. Ôi kìa. Sao lại gục xuống rồi? Theo mình được biết thì game này nó được vẽ bằng màu nước nhá các bạn. Cho nên hình ảnh nó nhìn nó khá là hay các bạn ạ. Hơn nữa các khung cảnh mọi thứ được đầu tư nhìn khá là kỹ. Sao cứ đi 5-10 bước lại còn 4 bước vậy? Đây rồi. Vậy là WASD là nút di chuyển nha các bạn. Spike là nhảy này. Mình còn xem nào. À setting được rồi. Control, trước mắt là graphic đó nhỉ. Ánh sáng thì có lẽ mình sẽ chơi. Để tầm này là vừa nhá. Resolution. Tối đa chỉ hỗ trợ 4 cái mức resolution đấy thôi các bạn ạ. Thôi thì cũng được đúng không nào. Full screen thì mình đang bật luôn rồi. Đó là về phần graphic. Keyboard WASD Spike. Chỉ có thế này thôi à? Như vậy thôi, không có bất cứ một cái màn chiến đấu nào giống như là trong những cái tựa game Hollow Knight hay là Dead Cell các bạn ạ. Chỉ có di chuyển và chạy nhảy thôi. Nhưng các bạn yên tâm, game này nó sẽ không nhàm chán như các bạn tưởng tượng đâu. Mà nó sẽ, bởi vì như mình đã nói rồi, điểm mạnh của những dòng game thể loại platform là cốt truyện và âm thanh, cũng như là có những yếu tố giải đố nữa. Cho nên là chúng ta sẽ có rất nhiều cái hay ho để trải nghiệm trong đây. Không nhất thiết là cứ phải đánh đấm thì nó mới là game hay đúng không nào. Mình thì với những dòng game platform mình luôn ấn tượng nhất đó là âm thanh các bạn ạ. Nhạc của những cái game thì rất là hay. Thực sự mình rất là muốn sưu tầm những cái loại nhạc này về để
làm một cái bộ sưu tập cá nhân. Nhạc nghe đã lắm các bạn ạ. Như những cái tựa game mà các bạn từng biết như là Ori and the Blind Forest, đúng rồi. Nhạc thậm chí nó còn giành được những cái giải cao ở những cái lễ trao giải thưởng game của năm các thứ. Với cái lối vẽ đồ họa màu nước này, nhìn mọi thứ nó khá là đẹp đúng không nào? Chỉ có là bây giờ thì sao chúng ta chạy lâu ấy nhỉ? Ta phải có một cái chút gì đó biến chuyển ở đây chứ. À đây rồi, thu thập những ngôi sao các bạn. Những ngôi sao sẽ dẫn đường chúng ta tới được cái mà chúng ta muốn trong cái thế giới này. Thu thập được càng nhiều càng tốt nhé các bạn. Những thứ này có thể giúp chúng ta đó là hình thành những đoạn đường mà chúng ta đi được cơ. Có lên được bên trên này không nhỉ? Chắc được nhỉ? À được được ấy. Chắc ở đây phải có cái gì đó. Một ngôi sao nữa chăng? Có cái đường này sao? À được luôn này. Tuyệt nha. Mình sẽ đi bên này trước á. Hello. Chỗ này có vẻ là đường cụt hay gì chăng? Bên kia có một cái gì đó kìa, mình có thể lấy được không nhỉ? Cái này chỉ nhảy được một bậc thôi các bạn ạ. Đến đâu ấy? Đây rồi. Như vậy là những cái ngôi sao này đã bắt đầu. Chuột à? Hay gì đấy? Làm sao để kết nối nó lại nhỉ? Mình nhớ thì control nó chỉ có phần đó là WASD và Spike hết. Thì làm sao nữa? Cái vụ này giờ bắt đầu khoai nha. Nhảy bừa ra chăng? Chắc là không phải rồi. Thế này làm thế nào nhỉ? Con này bắt đầu phức tạp rồi đấy. Thế có biết là nút gì để có thể kết nối những ngôi sao tạo thành đường đi cả? Khoai nha. Con này đến đây bế tắc à? Kép. Làm sao nhỉ? ASD. Làm thế nào đây? Khó hiểu nhỉ? Down. Down và up. Chỉ có thế thôi, làm thế nào rồi? Vãi lối nhỉ? Hay phải kiếm đường khác coi, đi thẳng đường này coi. Hay chúng ta chưa có năng lực gì đó để có thể... đâu đây, đường cụt luôn mà. Game này nó lại khoai hơn sự tưởng tượng của mình rồi. Làm thế nào ấy nhỉ? Câu đố này có thể quá khó giải rồi. Thế nào nhỉ? Hay không đi bên đấy nữa, đi bên này coi nhỉ? Cái này lên được. À lên được ấy. Trên nghiện là sao để lên trên kia nhỉ? Có lẽ chúng ta chưa tích đủ những cái ngôi sao để làm đường chắc. Khó hiểu thật. Ui, chỗ này trông ghê vậy. Cái gì kia đó?
con gì nhỉ, trông nó giống như con cá đuối vậy, khác cái là trông như nó làm bằng vải vậy. Cái tháp này trông ghê quá. Khoan đã, vậy thì làm sao mà nhảy qua? Really? Cái này đi được không nhỉ các bạn? Được đấy. Nhưng mà mình tưởng rằng mình phải làm một cái gì đó thì nó mới. Bây giờ thì mình có ba cái rồi. Nó tự vẽ đường cho mình luôn. Như vậy chúng ta không cần phải thao tác gì hết các bạn ạ, chỉ cần tích đủ những ngôi sao được. Hay nha. Thế đi chết đúng không nào? Hành trình chúng ta đã tiếp tục rồi. Ủa cái gì đây? What the heck, bàn tay à? Có lẽ từ một pho tượng nào đó bị đổ vỡ à? Một bàn tay nữa này. Trông khá là trừu tượng đúng không nào? Hả? Ui, trông ấn tượng lắm các bạn ạ. Cái cách mà màu sắc nó bị loãng ra trông ấn tượng các bạn ạ. Và chúng ta lại đạt được một cái gì đó ở đây rồi. Một phần giọng hát chăng? Hơi khó hiểu. Có lẽ phải chơi một lúc nữa thì mình mới hiểu được cái ý nghĩa của cái đoạn này là gì. Cái gì đấy? Đường lên trời à? Càng lúc càng cao các bạn ạ. Đây rồi, có âm nhạc rồi. Ê, cái gì đó này? Và cái cây gì đấy? What? À đây rồi, chúng ta tìm được 3 ngôi sao các bạn ạ. Trong hệ thống những ngôi sao chúng ta cần tìm đi chăng? Có lẽ là vậy. Tiếp tục đi nào. Hả? À, có chim à? Ở bên dưới thì cũng có thể đi được các bạn ạ. Mình có lẽ sẽ cố khám phá hết để biết đâu mình sẽ tìm được những cái món đồ gì đó ở đây, những ngôi sao chẳng hạn. Hello? Không qua được kia rồi. Cái đoạn này thì hơi khó hiểu. Cái này là cái gì vậy? Ê? Đi bên này đâu nhỉ? Được mà. Và bên dưới nó là cái gì vậy? Đi theo cái đường mà cảm giác an toàn rồi đi. Không an toàn lắm các bạn ạ. Thử nhá. Đổi bối cảnh nha các bạn ơi. Trong bây giờ cảm giác chúng ta đã chuyển ra một cái hoang mạc nào đó rồi. Tiết tấu âm nhạc cũng được đẩy cao lên rồi. Cứ như kiểu sang một màn mới vậy. Thế thôi được rồi, đó là một phần gameplay của tựa game Grid. Nó rất là trừu tượng, cho nên các bạn hãy thử trải nghiệm để cảm nhận những cái giá trị nghệ thuật mà nó mang lại cho các bạn nhé. Thì mình cũng hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn đã được thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Bây giờ thì tạm biệt mọi người.